chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020. Hôm nay thì cả nhà không đi đâu hết, ở nhà coi tu bổ nhà, sửa chữa. Thì con gái nó mới nói là ba ơi, con muốn ở balcony này nè, con muốn có một cái game room, cái phòng nhỏ để chơi á, ba làm cho con đi. Bây giờ mình cố gắng mình làm. Thật sự là Lộc không phải là chuyên về làm cái này, nhưng mà gái muốn thì mình làm thôi. Làm không biết thì lên Google hay là lên YouTube á, để coi người ta chỉ mình làm sao. Làm tép, nhưng mà nó cũng chắc cũng được. Thôi để bây giờ mình đo ấy nha. Rồi Loan ơi, với lại Linh ơi, chào mọi người nè. Em tới lại, dạ con chào mọi người. Hôm nay xin chào tất cả. Cái tiếng xe gì mà nó bự quá à. Bây giờ là đang đứng ở trên cái balcony. Cái balcony của chiếc nhà đây. Đó. Đây là từ ở trên cái balcony của Hồng Loan nhìn xuống đường. Ủa có mặt của ai vậy ta? Đây là cái nhãn. Cây nhãn nè. Cây nhãn quá trời bự luôn. Hai cây lận. Hai cây nhãn bự luôn. Tới cái mùa nhãn á, trái nó rất là xum xuê và nó ngọt như là nhãn của Việt Nam mình vậy đó. Ngon lắm. Con nhìn cao quá, con sợ quá hả? Dạ. Đây, nhà Hồng Loan có gắn cái solar để mà xài điện trong nhà. Cho nên mặc dù là mùa dịch nhưng mà cũng đỡ, không có phải đóng tiền điện nhiều. Đỡ được chút nào hay chút nấy. À, nhiều lắm. À, trên đây nữa nè. Cho nên nó hơi cao, mọi người thấy không? Bi hả? Ông là hôm xưa bà ông gì đâu? Đâu? Bi đâu? Ông đâu? Bà không thấy Bi ông Linh ơi. Hai con đó bà. Ok. Thôi con ra đây. Hết rồi. Đi con hết rồi. Đi đuổi nó đi rồi. Bây giờ con muốn sao? Ra tới đây. À. Tới đây luôn. Mình chừa cái space để mình đứng nha. Space ở bên đây hả? Rồi. Hết này. Mười hai feet. Ừ, nó hẳn lên, để ngang qua. Cầm cái máy nó xuống, phải không? Ok, cái máy xuống nha. Đúng rồi. Máy nó xuống vậy để làm chi? Trời gì nó lớn lên. Cho mưa chảy xuống. Cho mưa chảy xuống hả? Trời, giỏi quá, biết hay vậy ta. Rồi, bây giờ đi vô. Chắc ok rồi, thôi đấy, bây giờ mình đi Home Depot, mình mua cây gỗ nha. Em ơi. Hả? Đi. Thôi vô con. Vô đi. Đóng cửa. Ồn quá, ngoài ồn quá ha. Xin bỏ dép ra con. Ủa Linh. Xin hôm nay Linh quên chải giường cho mẹ rồi. Chải em hả? Dạ. Ok rồi, chải lên ngay lại. Giờ giỏi lắm, ở nhà mỗi sáng cũng vậy là có nhiệm vụ là chải ra giường. Ừ. Chuyên nghiệp lắm nha. Xếp đi ha. Còn cái đây là cái cửa mà hôm bữa hai vợ chồng rảnh rỗi nè, đi bị giống như ở nhà mấy ngày buồn quá, xong cái đi mua cây với mua thun về để mình lập cái cửa. À, cái cửa này là hai cánh. Cái này là lọc ráp từng miếng luôn nha. Từng miếng nhỏ, lọc đóng thành nguyên một cái cửa. Mình coi cái mẫu của trên mạng đó, xong mình bắt chước mở những cái đóng lại trang gì. Nhưng mà Hồng Loan muốn cái cửa nó nhẹ đó, cho nên mình tự đóng. Xong rồi. Nó nhỏ. Hả? Xong rồi.
Hay vậy? Ủa sao trên giường có tô udon vậy? Sao có tô udon vậy? Muốn ăn hả? Cái này tấm hình của một bé người rất là mến mộ, mến Lộc Lê Loan, tặng cho Lộc Loan. Ok. Rồi Linh làm lòng phẫu thuật cho mọi người nha. Ok, rồi, làm đi con. Cái này là bố màu đen hả? Ủa hay vậy ta? Sao hay vậy ta? Rồi để ngoài sao hả? Đừng có nhìn nha, không nhìn nha. Sao thấy hay vậy ta? Sao thấy hay vậy ta? Cái này là 6 hả? Ủa 6 hả? Trời sao Linh biết? Đỏ. Hay vậy ta? Rồi để ngoài sau nữa nha, đừng có để ngoài trước nha. Để ngoài trước là tôi thấy đó. Trước là anh Giang. Anh Giang đó nha. Cái này là J hả? Đúng rồi. Màu gì? Màu đen. Yeah, number one, good, giỏi. Giống người sao mà biết hay vậy? Ok rồi, hai mẹ con đang có gì vậy? Chào lão. Nè, coi này, thôi đừng ăn đi. Thôi đừng ăn. Đói tỏ. Một cái thôi. Một cái này hả? Muốn xin ăn mẹ thì phải nói sao, quay qua nói với mẹ. Mẹ mới cho con ăn được không mẹ? Mẹ cho con ăn, nhưng mà giờ mình đang quay phim mà mình ăn rồi sao mẹ nói chuyện với cô với chú được. Ngưng chút thôi nha, đợi chút okay, nha. Mẹ chút nói nè, mẹ cho coi cái này nè. Hôm nay coi cái tin tức mới đó mà hồng lộn hết hồn luôn quý vị ơi. Bây giờ là nước Mỹ là đứng đầu thế giới rồi. Mỹ là 83.144 ca bệnh. Trung Quốc là nó đứng thứ hai, nó vẫn là 81.285 ca, và Ý thì là 80.589 ca. Là Mỹ mình là vượt quá khủng khiếp luôn. Từ hôm qua nay là cái ca bệnh nó vượt là 14.933 ca. Khủng khiếp quá Linh ơi. Sau trong một ngày mà ở New York là tăng lên gần 5.000 cái ca bệnh. Cái tình hình ở bên New York bây giờ rất là căng thẳng quý vị. Là tại vì ca bệnh tăng nhiều quá thì sẽ không đủ bệnh viện, không đủ bác sĩ, không đủ y tá. Họ đang kêu gọi tất cả ở mọi nơi á, volunteer đến để mà giúp đỡ cho New York trong cái tình hình khó khăn bây giờ. Thì bản thân của nhà nước đó thì cũng kêu gọi những cái tàu mà giống như là cái bệnh viện ở trên tàu mà của quân đội đang ở các nước đó là kéo về để mà rải rác ở trên nước Mỹ, thì sẽ giúp đỡ rất là nhiều, hy vọng là những cái tàu đó về kịp. Vấn đề mà mấy cái khẩu trang đó bên Mỹ khan hiếm là cũng đúng thôi, tại vì lượng khẩu trang người ta sản xuất ra là chỉ một năm chỉ bao nhiêu cái đó thôi, tại vì người ta đâu có nghĩ là nhiều quá nhiều bệnh nhân như thế như vậy mà bị nhiễm những cái chất độc vậy nên khẩu trang nó mới hết, chứ không phải là có mà không có lấy ra để xài. Họ mới bây giờ là rất là khan hiếm. Họ mới kêu gọi mọi người dân đó, ai mà có sẵn, ai mà có lưu trữ sẵn đó, cứ đem khẩu trang ra để mà gửi tặng, quyên góp cho bên y tế của Mỹ, để mà cho các bác sĩ với y tá họ có những cái hỗ trợ để mà họ trị cho bệnh nhân. Hồng Loan thấy trên đài có nói về một cái cô người Việt Nam đó, thì cô cũng làm những ngành nghề may, là cô đang may một cái số lượng khẩu trang rất là lớn để mà quyên góp vô cho bên y tế của Mỹ. Điều đó làm cho mình rất là hãnh diện cho người Việt của mình. Gia Linh muốn nói về California phải không? Con nói cho ông bà cô chú nghe đi. 1201 người chết rồi đó. 1201 người chết. Cái số... Ok, rồi con đọc California nè. Hồi nãy con muốn nói về California đó. California 3.894 người bệnh. Ôi, California đó, mình ở California đúng không? Nhiều người bệnh quá à. Lo quá Linh ơi, Gia Linh ở nhà từ bữa giờ bao lâu rồi ha? Million years. Million years hả? Con sợ con virus này không? Con sợ China virus không? Con ghét ai? Con nói mày nghe coi.
Xi Jinping. Xi Jinping. Quý vị Hồng Lan thác vô đây quý vị xem cái video mà Gia Linh gửi cho ông Tập Cận Bình nha quý vị. Rồi bây giờ thì là ca bệnh là 83.144, số người chết là 1.201, nhưng mà số người mà chữa bệnh được là 1.864. Mà trong vòng một ngày là ca bệnh nó tăng lên 245 ca và số người chết nó tăng lên là 3 người. Nhưng mà so với New York thì Cali mình thì cũng không là cái gì hết. Bây giờ tất cả tập trung cho New York tại vì cái lượng tăng nó khủng khiếp quá. Nhưng mà cái tin buồn này thì Hồng Loan cũng biết được một cái tin vui, đó là khi mà những người mà chữa được hết cái bệnh China virus này thì sẽ lấy cái máu ra để làm cái huyết tương. Cái huyết tương đó sẽ chữa bệnh được cho những người khác. Thì bây giờ mình chờ đợi mấy chục ngàn người mà đang chữa bệnh đó, họ sẽ được lấy máu và lấy huyết tương. Nhưng mà lấy cái huyết tương này thì cũng phải cần thời gian để chế biến ra. Và ngoài ra đó thì cái huyết tương này cũng khó, là phải cùng một cái nhóm máu với lại cái người bệnh thì mới có thể là thay thế vô được. Thì bây giờ chuyện đó thì đương nhiên nó cũng nói là khó nhưng cũng dễ thôi. Mình tìm nhóm máu thì người nào nhóm máu nào thì chia ra thì chữa cho nhau. Vấn đề quan trọng là có được thì đó đã là tin mừng rồi. Đúng rồi. Hôm bữa có nghe đài với lại bên các báo chí của Mỹ nói là các người nào mà có nhóm máu O là khó có cơ hội nhiễm bệnh. Mà mình cũng hy vọng là thật sự là như vậy. Tại vì cũng nhiều người máu O thì họ có khả năng họ thoát khỏi cái căn bệnh này. Nhưng mà O thì nó có kháng thể nó chống lại được cái China virus. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà chúng ta coi thường thì cũng không được. Người ta chỉ một số ít phần trăm nào thôi chứ không phải ai cũng vậy. Cho nên mình đừng có ý thi. Không có ý gì. Dạ, vấn đề quan trọng bây giờ là phải ở nhà. Quý vị thấy không? Nói ở nhà mà ở ngoài đường Hồng Loan thấy xe vẫn đông. Hồi sáng này có người bạn phải chạy đi làm là lúc 6-7 giờ sáng thì đường vẫn kẹt xe, xe vẫn đông nghẹt. Mình không hiểu tại sao người ta ỷ y quá. Tại vì thấy ở trong Cali mình chắc có lẽ là có 3.000 mấy case và nó nặng là nặng ở cái phía Bắc thì quá là coi thường. Mới ngày hôm qua hôm kia là trong một cái chợ Whole Foods của ở gần khu vực của Hồng Loan, là ở Huntington Beach, chợ Whole Foods, là cái nhân viên trong đó đã phát hiện một người là bị positive với lại cái China virus rồi. Nhiễm bệnh. Đó, vậy là gần mình là nhiều lắm. Gần mình nhiều lắm. Sát bên á. Dạ. Nhưng mà thì không có nghĩa chỉ gần Hồng Loan thôi, mà gần tất cả quý vị. Tất cả mọi người chúng ta ở đây là nó đầy dẫy ở khắp nơi hết. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng giúp cho y tế của nước Mỹ, giúp cho chúng ta, giúp cho tất cả mọi người là phải ở nhà. Công việc gì quan trọng lắm, việc làm của mình bắt buộc phải đi, hoặc là phải đi lấy thức ăn về cho gia đình, thì cố gắng ở nhà để mà bệnh nó đừng có lây ra nữa. Cũng may mắn là người dân Việt Nam mình cũng ý thức và cũng biết lo xa, nên đỡ hơn là những người dân của bản xứ. Họ không lo xa như người Việt Nam mình. Giống như người Lộc lên mấy cái Facebook á, thấy mấy người bạn của Lộc chấp hành rất là nghiêm chỉnh, ở nhà không đi đâu hết, chỉ đi ra ngoài khi mà có những cái chuyện mà rất là cần thiết. Lộc mừng lắm, bạn bè Lộc trên Facebook ai cũng vậy hết. Mình thấy người Việt Nam mình có ý thức, giống như là lo xa thì là một cái tính cũng rất là tốt của người Việt Nam mình. Nên hiện tại giờ ra sáng này đi ngang qua Costco là thấy người ta xếp hàng dài hết, nhìn là toàn người bản xứ không, tại không có lo trước. Bây giờ họ mới bắt đầu, họ mới sợ, họ mới chạy đi mua đồ ăn. Hồi sáng này thì bạn Hồng Loan đi ngang là tính vô mua gần đó, nhà hết gần rồi thì tính vô mua, mình xếp hàng đông như vậy đó. Thì có dịp đi sáng sớm thì mới thấy người ta xếp hàng đông, là tại vì thường là sáng sớm là Costco họ nhập hàng về thì chắc có lẽ là có giấy rồi có toilet paper, có này có nọ đủ thứ, cho nên mà xếp hàng cứ cách nhau, nhưng mà
đông quá như vậy cái không khí nó cũng lưu chuyển mà, thì mình cũng hít phải cái đó thôi. Mà chưa chắc là người Mỹ họ chịu đeo khẩu trang giống như người Việt, người châu Á của mình đó, cho nên nó dễ lây lan quá trời luôn. Bây giờ Hồng Loan nói về cái chuyện vui mà của chúng ta mà nhận được cái tiền của chính phủ tài trợ trong cái thời gian khó khăn á, thì Hồng Loan được biết cái chi tiết của khi mà cái số tiền mà được nhận đó. Thì nếu mà Hồng Loan nói về một người nha, một người mà income 75.000 đó thì sẽ nhận 1.200, income 80.000 á thì sẽ nhận 950, 85.000 là nhận được 700, 90.000 là nhận được 450, 95.000 nhận được 200, còn 99.000 trở lên là nothing. cũng hơi buồn hơi buồn, nhưng hơi mà buồn. Hy vọng cái những cái người mà có cái thu nhập trên đó thì họ sẽ được giúp đỡ về một cái khía cạnh khác, tại vì cái số tiền này của chính phủ không phải chỉ cho riêng những cái người thu nhập vậy đâu, nhưng mà chia ra rất là nhiều. Và về một cặp vợ chồng á, thì income 150 thì nhận 2.400, 160.000 thì nhận 1.900, 170.000 là nhận 1.400, 180.000 nhận 900, 190.000 là nhận 400, và 198.000 trở lên thì không được cái gì hết. Nhưng mà mỗi đứa con ở trong nhà thì là nhận được 500 đồng. Đó là về cái phần cá nhân. Thì ngoài ra cái số tiền này nó cũng hỗ trợ cho quỹ thất nghiệp. Ngày hôm nay Hồng Loan có nghe đó là thất nghiệp trên nước Mỹ mình là trên 3 triệu người apply cái đơn thất nghiệp, xin tiền thất nghiệp. Thì đây cũng có một cái số tiền của nhà nước để hỗ trợ cho cái quỹ thất nghiệp đó. Cũng có nhiều người hỏi vậy thì mấy cái tiền SSI rồi mấy cái tiền già, tiền hưu của họ có bị ảnh hưởng gì không? Thì những cái tiền đó hình như là không bị ảnh hưởng. Nó tự động nó vô thôi, những cái tiền đó là automatically. Mấy đứa con, nghĩa là những đứa con của mình mà nó dưới 17 tuổi đó, từ 17 tuổi trở xuống á là được nhận 500 đồng. Thì hình như là 18 tuổi trở lên là nếu mà cháu nó có đi làm, nó có khai thuế, nó có đi làm thì nó cũng sẽ được hưởng cái lợi tức 1.200 mỗi người tùy theo cái thu nhập giống như là người lớn mình. Cái số tiền mà hỗ trợ cho người mất việc đó là cho quỹ thất nghiệp đó là 250 tỷ, đó là số tiền của nhà nước hỗ trợ. Đó là một cái tin vui để chia sẻ, và quý vị nhớ là mình xài đồng tiền cho nước Mỹ nha quý vị. Công nhận ở nước Mỹ họ đúng là họ lo rất là nhiều, mình thấy họ lo cực kỳ là nhiều. Chẳng hạn như chuyện đi học thôi. Ở trường của con gái Lộc với Loan đó, họ nói ở nhà có máy computer không? Không có computer đó, chạy lên trường lấy máy computer về. Mỗi người một cái laptop Chrome á, của Google, Chromebook của Google á, thì họ nói là đầy đủ hết, mọi ai cần thì cứ chạy lên lấy. Linh ơi, Linh. Lên. Lên đây. Để ba mẹ hỏi nè, ở trường con á nói là nếu mà mình không có cái máy để mà mình làm học ở nhà đó thì mình lên trường mình lấy, con muốn lấy không? Sao vậy? Có Cuba. Con có Cuba rồi nè. Còn giờ sao mà không muốn lấy? Con muốn nhìn cho bạn không có. Ồ, giỏi. Giỏi. Vậy là good girl, okay. Rồi ai mà có con nhỏ mà buổi sáng đi học thường xuyên á, thì được ăn miễn phí ở trong trường. Thì hiện tại giờ trong trường vẫn sáng nào cũng vậy. Từ 11 giờ rưỡi cho tới 1 giờ trưa đó là quý vị có thể chở con của mình, bất cứ không có cần con mình có học trường đó hay không, mà cứ dưới 18 tuổi đó là cứ chở đến là được lãnh thức ăn. Rồi học ở nhà đó là phải cần có internet. Thì nếu mà cái nhà nào mà không có tiền để mà gắn internet xài đó, thì có những cái công ty họ sẽ hỗ trợ giống như là Spectrum. Trong những cái tháng này thì họ không có tính tiền, nhưng mà nếu mà mình muốn sử dụng luôn đó thì những cái tháng sau thì họ sẽ tính tiền. Còn nếu mình không muốn thì sau đó mình cứ cancel thôi, không có vấn đề gì hết. Đó là nhiều cái hỗ trợ của
nhà nước cho cái những cái học sinh mà học coi như là distance learning. Với lại Hồng Loan mới đọc ở trên học, bây giờ Hồng Loan nói về vấn đề mà mình ở nhà đó, mình ở nhà mình không đi ra đường đó, tại vì coi trên mạng đó thấy có những người đi ra ngoài đường mà họ cố tình để mà lây lan bệnh. Nhìn thấy ghê lắm. Như là người ta quay được là cái bà này đến cái nhà của hàng xóm, khi bà, là quý vị nhìn đó, đó thấy không? Đó, bà đứng bà dùm dòm xong cái bà phun nước bọt. Bà phun đó, nhìn đó. Trời, đó. Có những người không biết là họ suy nghĩ gì mà họ làm những cái điều như vậy, mà không biết là police đã có tìm tới bà chưa, thì người ta đã biết cái vị trí của cái nhà đó là ở đâu rồi. Rồi còn ở ngay cái khu mà của người ta để xe mà shopping car đó, nó tới cái tự dũng nó ông liếm cái đồ tay nắm đó, quý vị thấy không? Đó, chúng ta phải cẩn thận lắm. Nếu mà mình có bao tay á, thì mình đi chợ hay gì mình đeo bao tay vô nha quý vị. Mặc dù là bây giờ người ta cũng vệ sinh rất là tốt, khi mình tới nơi người ta chùi này nọ, hoặc là người ta có giấy cho mình chùi, nhưng mà mình bảo vệ mình á là chắc ăn nhất. Mình có bao tay hoặc mình có mấy cái giấy Clorox mình đem theo để mà mình cầm, mình xách giỏ. Mấy cái cơ sở mà kinh doanh như là chợ búa, rồi Costco, rồi Walmart, rồi Target á, họ bây giờ họ cho nhân viên họ đứng ngoài trước đó, lao từng chiếc xe, lao từng cái tay nắm mà dùng alcohol đó, lao rồi đưa cho khách hàng. Mà Lộc hôm qua hôm kia Lộc có đi vô Costco, họ làm rất là vệ sinh, làm mình cảm thấy cũng an tâm. Nhưng mà mặc dù vậy thì mình cũng đừng có y y, cứ ấy xong lên xe nhớ lấy giấy sát trùng rửa lại để mà bảo vệ cho mình. Như nãy Hồng Loan đọc ở trên mạng đó, thì bên bên Trung Quốc thì họ thông báo là có hơn 3.000 người chết vì cái bệnh này. Mà mình thấy từ cái tháng 1 cho tới tháng 3 đó, thì cái điện thoại mà cái thuê bao điện thoại đó, thì những cái nhà mạng ở bên Trung Quốc họ có tất cả là 3 cái công ty mà chuyên về điện thoại. Thì tính cho tới ngày hôm nay là họ mất hơn 15 triệu thuê bao điện thoại. Thì nó trùng hợp vô ngay cái lúc mà cái bệnh này thì chết đi rất là nhiều. Thì mình không biết đây có phải là một cái vấn đề mà từ đó ra mà người ta giấu nhẹm, người ta không muốn cho mọi người biết không. Cái đó là điều đó mình thấy được. Nhưng mà cái tình hình mà của Mỹ á, thì cái số lượng người Mỹ trị được á, thì cũng khá là nhiều. Cho nên buồn thì buồn thật, nhưng mà cũng cố gắng để mà mình cố gắng, mình có niềm tin để mà mình hy vọng là một ngày rất là sớm là sẽ trị được. Và mong là quý vị nha, nhớ nha, ở nhà để giữ gìn sức khỏe cho mình, cho cả gia đình mình và cho những người xung quanh. Thì mặc dù là có người chết, có người bệnh nhiều, nhưng mà người được trị khỏi thì cũng được nhiều hơn số người chết. Cũng là một tín hiệu vui cho mình. Thì để mình có đủ niềm tin để mà cố gắng qua được cái mùa dịch này, sống cho nó thoải mái, vui vẻ ở trong gia đình của mình, bỏ thời gian với gia đình mình, nấu ăn, nấu chè, làm bánh. Kệ, ăn mập mũm mĩm chút xíu, giống như Lộc nè, mũm mĩm chút xíu, nhưng mà kệ, có sức khỏe, khỏe đề kháng được con virus này. Hồng Loan có nói là nhiều khi qua thời gian này gia đình mình mới biết là phát hiện ra một cái nhân tài nấu ăn quá là giỏi trong nhà mà bây giờ không có xuất hiện, phải không quý vị? Thôi nói chuyện chút xíu cho vui để mà chúng ta sống lạc quan hơn trong những cái thời điểm khó khăn như vậy. Một chút ít chia sẻ với quý vị, ở nhà buồn quá muốn lên nói chuyện với quý vị chút xíu vậy đó ha. Rồi có thông tin gì mà quý vị biết nhiều hơn hay hơn thì thông báo cho Hồng Loan biết, chia sẻ với tất cả bà con mình ở dưới đây ha quý vị ha. Rồi chào tạm biệt quý vị. Rất cảm hẹn ơn. Gặp lại lần sau, hy vọng ngày mai. Rất cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Bye bye.